tôi không kỳ thị LGBT và từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có bất cứ một cái phát ngôn hay là một cái lời nói gì về các bạn cả. Các bạn muốn được tôn thờ, muốn được tôn vinh hay muốn tôn trọng gì thì kệ các bạn. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói gì về các bạn cả. Nhưng mà hôm nay tôi và rất nhiều người đang cực kỳ bức xúc bởi vì một cái trường hợp đặc biệt này. Trường hợp đó là gì thì chắc hẳn các bạn cũng biết rồi. Tôi nói trước để tí nữa các bạn đừng bảo tôi là xì chê các thứ. Và bởi vì tôi nói khá là xúc phạm đấy. Nếu như các bạn có lướt TikTok hay là YouTube trong khoảng thời gian gần đây thì chắc hẳn là các bạn đã xem video này rồi. Một học sinh hay là sinh viên trường Văn Lang trong một khóa học quốc phòng khoảng 15 ngày đã có một cái hành động là mặc quân phục của quân đội, uốn nẹo nhảy múa và thực sự là nó không thể chấp nhận được. Video này đang bị mọi người lên án rất là kịch liệt nhá và mọi người không thể là bênh được. Kể cả các bạn có là LGBT hay là các bạn ủng hộ LGBT thì tôi khuyên các bạn cũng không lên bênh trong trường hợp này, nếu không là bị ăn chửi đấy và các bạn sẽ càng làm trầm trọng hơn cái tình trạng kỳ thị LGBT mà thôi. Thứ nhất thì hiện tại đang trong thời gian mùng 2 tháng 9 Nó khá là nhạy cảm Liên quan đến tác phong của quân đội mà Thứ hai là có một kênh nước ngoài Mọi người gọi nó là tàn dư của Pol Pot ấy Nó lấy cái hình ảnh này Nó ghép thêm dòng chữ là khỉ đột trường sơn Các bạn có hiểu ý nghĩa của nó không? Có nghĩa là nó ví quân đội Việt Nam mình không khác gì mấy con khỉ ấy. Nó kiểu nó cứ ướn ẹo thế này này Mặc quân phục đi giày cao gót đánh son đánh phấn Rồi ướn ẹo kiểu này này Đấy nó vì thế đấy Các bạn bênh nó đi mẹ mà nhiều đứa nó bảo là độc lập tự do hạnh phúc tự do cái con mẹ chúng mày à tự do kiểu này à các cụ ngày xưa mặc bộ quân phục này đã phải hy sinh bao nhiêu cống hiến bao nhiêu để có được ngày hôm nay mà bây giờ chúng mày tự do chúng mày tự do mang bộ quân phục giải đùa dỡ như vậy à có một số đứa thì nó bảo là nhà trường cho phép nhà trường cho phép Thế bây giờ ai cho phép nhà trường tổ chức như vậy? Chương trình thì có tên là Lét đẹp quân nhân, có nghĩa là Lét đẹp quân nhân của quân đội Việt Nam ta từ xưa đến nay là như vậy đúng không? Là kiểu kiểu ướt ẹo như này đúng không? Là kiểu đánh son đánh phấn đi giày cao gót xong ấy lắc mông lắc đít như vậy đúng không? Đến cái nhà trường của chúng mày ấy, đã còn phải đưa ra bài để xin lỗi, ấy. cho nên là chúng mày đừng có mang cái bài nhà trường ra để để làm biên ngắm nữa đi. Cái đứa bên trên nó đã như vậy rồi Bây giờ cái bọn bên dừa chúng mày cũng không khá được tí nào à Hò hét, cổ vũ Lại còn nhiệt tình lắm cơ Nó là bố chúng mày đấy à Chúng mày không biết đâu là đúng sai, đâu là phải trái à ở việt nam mình rất là thoáng không kỳ thị không phán xét lgbt nhưng mà không cổ suý nhá muốn được người khác tôn trọng như một người bình thường ấy thì hãy sống như một người bình thường đi đừng có làm những cái trò như vậy nữa suốt ngày làm mấy cái trò phản cảm xong rồi cấm người ta kỳ thị dễ thế à tôi là một người trung lập hoàn toàn tôi chưa bao giờ có bất cứ một cái nhận xét gì về cái cộng đồng này cả nhưng mà các bạn có hiểu được cái cảm giác của tôi khi mà đọc những cái bình luận của bọn nước ngoài ấy, nó nói về việt nam mình không nó xúc phạm một cách trắng trợn và cũng từ cái video này mà ra thôi Các bạn có xem tôi thì các bạn cũng biết là tôi chuyên lấy video từ bên đầu yên Trung Quốc về đúng không Và ở bên Trung Quốc ấy có một cái video không biết là của người Việt hay là của người Trung Nói về cái cảnh mà cả một làng quê Việt Nam treo rất là nhiều cờ Cả một căn chung cư mà nhà nào cũng có cờ Việt Nam Thế nhưng ở dưới phần bình luận có một bức ảnh này Một bức ảnh của một người đi giày cao gót và mặc áo quân đội Chỉ có thế thôi, tụt mót hoàn toàn Mà cái bức ảnh đấy còn mấy trăm tim ấy cho bạn nào thắc mắc là tại sao bên Douyin Trung Quốc ấy lại có cờ Việt Nam thì hiện tại là đang trong khoảng thời gian mùng 2 tháng 9 đấy nhá. Và video đó chắc là cũng của người Việt Nam mà thôi. Lúc mà làm video này thì tôi cũng có hơi kích động một tí và tôi cũng đã xóa rất nhiều đoạn rồi đấy. Nếu không thì còn dài nữa cơ. Nói thật ra thì tôi cũng có quen một số người là LGBT trong một cái nhóm Zalo ấy, một cái nhóm Zalo mà có có khoảng hơn trăm người mà toàn người Hà Nội thôi. Thì tôi cũng có chia sẻ cái video mà thằng kia nó nhảy kìa Lên nhóm để cho mọi người xem Mọi người xem có ý kiến gì không Đa số mọi người thì không ai bênh thằng kia cả Hay thậm chí cả những người mà thuộc cộng đồng LGBT Thì họ cũng không thể chấp nhận được bởi vì mặc dù họ cũng là LGBT nhưng mà họ cũng là người Việt Nam Họ cũng yêu nước và họ cũng biết nhìn nhận cái đúng Chứ không phải cái kiểu bênh bất chấp đâu nhá Cho nên là nếu như muốn thể hiện bản thân, thể hiện tính cách ấy Không ai cấm cả Nhưng mà phải biết điểm dừng, phải biết cái giới hạn Đừng để cả một cái cộng đồng người ta tế lên như thế